tháng nữa chúng ta sẽ đến lúc kỳ thi vào lớp 10 rồi. Hôm nay chúng ta cùng ôn lại cái đề thi vào lớp 10 năm học 2022-2023, khóa ngày 11/6/2022, môn toán, thời gian làm bài 120 phút. Thì đây là cái đề kiến thức của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Thì các em ạ, đề này thì chắc hẳn là các em cũng đã xem qua và các em cũng đã làm rồi. Nhưng mà hôm nay á, thầy và các em cùng ôn lại để nắm được căn bản trong cái đề này như thế nào để mình chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới thật là tốt. Và đồng thời trong lúc mà giải những cái bài tập này như thế này á, thì thầy sẽ ôn lại các kiến thức nào mà các em cảm thấy các em chưa vững lắm á, thì thầy sẽ ôn lại cho các em nha. Cho nên các em cố gắng theo dõi video từ đầu đến cuối nhé. Rồi, đề thi bắt đầu. Đề thi như sau. Bài 1. Cho parabol P y bằng x bình và đường thẳng D y bằng trừ x cộng 2. A. Vẽ đồ thị B và D trên cùng hệ trục tọa độ. B. Tìm tọa độ giao điểm của P và D trên bằng phép tính. Thì đây là chúng ta học về parabol và đường thẳng. Thì nói về cái parabol thì chúng ta có nhìn nhận nó như thế này. Parabol này á, nó là nó luôn luôn đi qua góc tọa độ 0,0 các em ạ. Đó, bởi vì x bằng 0 thì y bằng 0. Và khi mà cái parabol này á, cái hệ số A ở đây các em này, nó bằng 1, 2, 3, 4 gì đó, nói chung là nó dương hơn, thì cái parabol của mình nó sẽ đi lên. À, nó giống như cái thúng mà mình ngửa ra các em. Đó. Còn nếu mà ví dụ như đây là y bằng x bình phương nè, hoặc là y bằng 2x bình phương nè, hoặc là y bằng 3x bình phương nè. Nói chung cái hệ số này mà nó dương á, thì nó ngửa ra như thế này. Còn hệ số mình mà nó âm á, thì nó sẽ ấp xuống ngay mà. Ví dụ như đồ thị là y bằng trừ x nè, bình phương nè, y bằng trừ 2x bình nè, hay là y bằng trừ 1/2x bình nè, vân vân. Nói chung cái hệ số góc này mà nó âm á, thì nó lại ấp xuống. Đó. Và hai cái đồ thị này là nó luôn luôn đi qua góc tọa độ 0,0. Nhớ nha. Và nó là cái dạng đồ thị, nó là dạng của cái hàm này nè. Nó là cái dạng của cái hàm là y bằng x bình ax bình cộng bx cộng c. Nhưng mà vì mình mới học lớp 9 này, cho nên người ta bỏ cái bx này đây, bỏ c này đây. Cho nên hàm số của mình học lớp mới là chỉ là ax bình thôi. Chứ còn lên lớp 10 thì mình phải học tới ax rồi cộng c nữa. Rồi lên lớp trên ta có thể học tới chương trình bậc 3, bậc 4 thôi các bạn. Đó. Thì đây mình mới làm quen thôi. Thì mình nhìn thấy cái bài, đối với cái bài này á, bài toán này á, thì mình thấy y bằng x bình thì mình thấy là nó thuộc dạng ngửa lên này rồi. À, và mình tìm những cái tọa độ mình đưa vào nữa là xong. À, và mình thấy đây á, khi mình nó ngửa lên như thế này á, thì y của nó là luôn luôn dương, bất kể x âm hay x dương. X bên này âm thì nó vẫn dương, nó nằm ở trên này rồi, nó đâu có nằm dưới góc O này đâu. Còn đối với đây, đối với bên này A âm thì nó nằm ở dưới, thì cái y của mình nó luôn luôn âm. Cho nên cái dạng mà nó đã trừ A x bình mà các em làm ra dương là coi như sai rồi. Nghe chưa? Nhớ cái điều đó nha. Đối với cái đề thi của mình thì là A nó dương thì nó phụ thuộc cái dạng đồ thị này. Rồi còn cái đường thẳng này, cái âm 1 này á, chính là hệ số góc của nó. Mà mình đã học rồi, hệ số góc mà lớn hơn 0 á, thì hàm số tăng, hàm số đồng biến là dạng đồ thị nó như thế này. Giống mình đi lên dốc á, mình đi từ dưới này đi lên. Đó. Còn nếu mà A âm á, thì nó được đi từ trên đi xuống, gọi là hàm số giảm. Gọi là hàm số nghịch biến. Thì sau này mình sẽ học lên chương trình trên thì mình sẽ biết nhiều. Rồi, ta đi vào câu số 1. Thì mình sẽ cho các giá trị các em. Bài số 1A này, vẽ B và D đi cùng hệ trục tọa độ này. Nói chung thầy ghi gọn thôi, các em phải sẽ chuyển cho nó cẩn thận nha, chuyển cho nó đầy đủ.
còn đây là với tư cách là hướng dẫn thôi, cho nên là thầy hy vọng thôi. Thì đây mình sẽ có bảng giá trị nè, bảng giá trị đây là x, đây là y bằng x bình, đây là cái parabol nha. Thì x này mình luôn luôn nó đối xứng với góc tọa độ rồi đây, đối xứng với góc tọa độ đây. Đây, nó xứng một góc tọa độ đây. Cho nên mình chỉ cần lấy bên này một con số 0 ở giữa nè, mình lấy một con số 1 nè, số 2 nè. Và mình lấy bên này là -1 nè, -2 nè. Đó. Thì đối với cái chỗ đây á, mình khi mình tính số 0 nè. Các em có thể lấy cái máy tính đó, các em bấm là alpha x bình, rồi các em can ra can 0 1 2. Nhưng mà cái này nó dễ quá, mà có gì đâu mà. Nếu không thì thế vô 0 bình phương là 0 nhân 0 là bằng 0. Bây giờ ta lấy số 1, 1 bình x bình có lẽ 1 bình 1 nhân 1 là ra 1. 2 2 bình là 2 nhân 2 là 4. À, rồi mình lấy bên này đối xứng qua là phải -1. -1 nhân -1, trừ nhân trừ thành cộng thành cũng thành 1. -2 bình -2 nhân cho -2 là cũng ra 4. Như vậy mình thấy cái số ở dưới y này là nó luôn luôn dương nè. Đó, nếu các em mà làm ra âm là sai rồi đó. Rồi, qua cái đường thẳng D này. Đường thẳng D này thì mình cho y là bằng trừ x cộng 2. Thì đây mình cho x bằng 0 đi. 0 thì coi như trừ x bằng 0 mất rồi. Gạch bỏ đây, còn lại số 2 thôi. 0 cộng 2 là 2. Bây giờ mình muốn cho này nó đẹp, mình cho đây số 2 đi, trừ 2 mà cộng 2. Trừ 2 cộng 2 thì giống như 2 trừ 2 thôi. Nhớ là x bằng 2 nè, 2 là trừ 2 cộng 2, tức là 2 trừ 2 hết. Đó. Như vậy cái parabol của mình nó sẽ đi qua 5 điểm là trừ 2, 4, trừ 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4. Một cái tọa độ thì luôn luôn nó có một cái x và một cái giá trị y nha anh em. Rồi D của mình sẽ đi qua là 0,2 và 2,0. Như vậy ta vẽ đồ thị thì thầy có vẽ đây rồi. Vẽ đây là các em. Thầy có vẽ đây rồi, cho nhanh. Mình thấy nè, x bằng 0, y bằng 0 nè. X bằng 1 nè, y bằng 1 nè. Đây, 1, 1 đây. X bằng 2 nè, y bằng 4 nè. X bằng -1, y bằng 1 nè. X bằng 52, y bằng 4. Mình nối 5 cái điểm này lại ra được cái parabol là xong. Mình thấy đây hệ số A mình là dương thì nó ngửa lên. Và khi mà nào mà họ cho hệ số A mình, họ cho số A âm thì mình phải vẽ là nó nằm dưới này. Nhớ đó nha, nhớ nè. Mình nhận dạng ra. Còn cái hàm số đường thẳng của mình đó, thì nó là trừ x cộng 2. Thì hệ số nó âm cho nên nó đi xuống này là đúng rồi nè. Và khi x bằng 2 thì y bằng 0. Còn x bằng 0 thì y bằng 2. Đấy, nó qua hai điểm này. À, và ta, sau khi vẽ xong ta thấy, ta nhìn luôn ta thấy là nó giao nhau. B và D nó giao nhau tại hai cái điểm này. Cái điểm này là -2, 4. Và cái điểm này là 1, 1. Qua sang qua câu B, nếu ta làm được đúng đúng được cái tọa độ như vậy thì ta làm là đúng rồi. À, như vậy câu B này người ta biểu là tìm tọa độ giao điểm của B và D bằng phép tính. Thì tọa độ giao điểm của B và D bằng phép tính thì mình cho tìm tọa độ giao điểm của B và D bằng phép tính nha. Thì mình có nè, mình ghi là phương trình hành độ giao điểm. Hãy ghi gọn này, hành độ giao điểm này của B này và D này là hành độ là cái gì? Là mình lấy cái x bên này thôi nè. Mình cho x bình bằng trừ x cộng 2. Rồi,
nó tương đương ra. Thì đây là cái việc ghi nó hơi khó, là thầy ghi ra đây cho nó dễ dễ thấy các em nha. Mình chuyển vế qua, nhớ là số âm này, âm x mình chuyển qua thành là dương x lại cộng x á. Đây là đang là dương 2, mình chuyển qua là trừ 2 bằng 0. Thì đối với phương trình hoành độ giao điểm giữa B và D này á, thì nó có A là 1, B là 1 và C là âm 2. Thì đây các em có thể lập delta cũng được, hoặc là các em nhìn vào đây các em thấy A cộng B cộng C bằng 0 nè, thì có nghĩa là nghiệm nó bằng 1. Bởi vì mình thấy vô đây 1 thì đây cũng 1, 1 cộng 1 2, 2 thì 2 bằng 0. Tao khỏi lập delta cũng được em. Tao nói nè, A cộng B nè cộng C nè bằng nè 1 cộng 1 trừ 2 nè bằng 0 nè. À, cho nên tao suy ra được là x1 của mình bằng là mấy? X1 của mình là 1, x2 của mình là trừ C, là bằng C chia A các em, là bằng C là trừ 2 chia 1 là trừ 2. Rồi x của mình bằng 1 á, thì suy ra y x1 bằng 1, suy ra y1 mình có thể thế vô chỗ x bình phương này, 1 nè, 1 1 nè, thấy không? Rồi 1 1 x2 là bằng 2, ta suy ra y2 là bằng, nhìn vô đây là bằng 4. Như vậy mình nói là vậy, vậy tọa độ giao điểm của B và D là cái điểm gì đây? Là điểm 1 1 và âm 2 4. Như vậy mình nhìn vô đây mình thấy là đúng rồi, 1 1 và âm 2 4 là chính xác. Rồi ta xong câu số 1 nha các em. Thì sẵn đây thầy nói luôn cái nghiệm của phương trình nè, nghiệm của phương trình bậc 2 mà AX bình nè cộng C bằng 0, thì delta của mình sẽ bằng B bình trừ 4 AC. Nhưng mà cái delta của mình á mà lớn hơn 0 á thì phương trình có hai nghiệm phân biệt, mà delta bằng 0 thì phương trình có nghiệm kép, delta nhỏ hơn 0 thì phương trình vô nghiệm. Bây giờ các em thử tìm hiểu tại sao, tìm hiểu nhanh thôi, tại sao cho tại sao delta nó lớn không thì nó có hai nghiệm phân biệt, mà delta nó nhỏ không thì nó là vô nghiệm, mà nó bằng không thì nó có một nghiệm kép. Thì mình có công thức nghiệm của mình nè, x1 sẽ bằng trừ b cộng căn delta trên 2a, x2 sẽ bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Đó, thì bây giờ nếu mà delta nhỏ hơn không thì mình khai căn nó được không? Mình khai căn không được, cho nên nó là vô nghiệm. Thế là phương trình vô nghiệm này. Nếu delta bằng không, mình không có phải căn không mà bỏ đi không? Thì có phải bằng nghiệm hai nghiệm này giống nhau không? Sẽ bằng trừ b đi 2a không? Đó, nếu mình nhớ cái công thức chính thôi, mình suy ra thôi. Còn nếu delta mà lớn hơn không thì mình giữ nguyên hai cái nghiệm này. À, như vậy nếu mà delta nhỏ hơn không nè thì mình khai căn cái này không được, cho nên phương trình nó là vô nghiệm. Delta bằng không thì chỗ này bằng không, mà không bỏ đi thì nó vẫn nghiệm thứ nhất nó vẫn là trừ b trên 2a, nghiệm thứ hai nó vẫn là trừ b trên 2a, cho nên người ta gọi là nghiệm kép, tại vì nó có hai nghiệm nhưng mà hai nghiệm giống nhau, cho nên người ta gọi là nghiệm kép. Rồi nha các em. Rồi qua cái định lý, qua cái BS nữa. Cái BS là tại sao mà x1 cộng x2 thường cái này là người ta gọi là cái S là bằng trừ B chia A. Tại sao? Tại vì x1 cộng x2 của mình nè là bằng trừ B cộng căn delta trên 2A, x2 là bằng trừ B trừ căn delta trên 2A.
khi mình cộng lại thì căn delta với trừ căn delta làm thì nó mất đi. Trừ b với trừ b là trừ 2b. Đúng không? Trừ 2b. Dưới này là mẫu số chung là 2a. Như vậy số 2 với số 2 mình gạch đi, như vậy nó ra là trừ b chia a. À. Còn b của mình là bằng x1 nhân x2 là bằng c chia a. Tại sao vậy? Tại vì nè, x1 nhân x2 nè là bằng trừ b cộng căn delta nhân cho trừ b trừ căn delta cho 2a nhân 2a. À. 2a nhân 2a nè. Rồi chỗ này nè, chỗ này mình rút cái dấu trừ ra nè, rút cái dấu trừ ra thì nó sẽ ra là căn delta nè cộng cho b nè, rút dấu trừ ra nè, còn là b nè, còn là cộng căn delta nè. Còn cái đây thì mình đảo ngược lại là căn delta trừ b nè. 2a nhân 2a, 2 nhân 2 là 4. A nhân a là a bình. Như vậy nó sẽ bằng a cộng b nhân a trừ b, thằng đẳng thức số 3 là bằng a bình trừ b bình. A bình của mình là căn, mà bình thì nó mất cái căn đây em, nó delta. Đây là trừ b bình chia cho 4 a bình. Trừ mà delta của mình là bằng b bình trừ 4 ac. B trừ b là hết. Chỗ đây âm nhân âm thành dương thành 4 ac. Dưới đây 4a. 4a bình nữa. Rồi 4 mình gạch đi, còn a mình gạch đi, gạch với cái mũ 2 này đi. Còn là c chia a. A bình với là bằng a nhân a. A dưới này a nhân a, trên này a thì gạch cái a, còn a dưới còn là c chia a. Như vậy cái VS này là nhiều khi các em học nhanh quá các em không nắm kỹ mà các em phải ôn lại cái này. À. Còn một cái nữa của VS là nghĩa này nữa. Là tại sao ta có S1 x1 cộng x2 bình thì bằng S bình trừ 2B. À. Thì nó cũng xuất phát từ cái chỗ là chỗ hàng đẳng thức các em. Hàng đẳng thức mình có nè. Mình có A bình nè, cộng 2AB nè, cộng B bình nè, là bằng A cộng B tất cả bình. Thì mình chuyển 2AB này qua bên này thì mình sẽ có A bình cộng B bình sẽ bằng A cộng B tất cả bình trừ 2AB. Đây, đây có phải x1 bình cộng x2 bình không? Đây là x1 cộng x2 bình không? X1 cộng x2 có phải bằng x không? X bình không? Rồi, trừ lấy 2B không? Như vậy mình nhớ luôn là x1 cộng x2 bình là bằng x bình trừ 2B. Đó, thì thầy ôn lại là như thế đã. Rồi, lấy nào đến chỗ nào thì thầy sẽ ôn tiếp. Thấy chưa? Rồi. Bây giờ qua câu số 2 này, bài 2. Bài 2 cho phương trình 2x bình trừ 4x trừ 3 bằng 0 có hai nghiệm x1 x2. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của bi thức a bằng x1 trừ x2 bình. Qua bài số 2 nha. Bài số 2. 2x bình trừ 4x trừ 3 bằng 0. Thì ta có delta nè. Delta là bằng b bình. A đây là 2. B là trừ 4, C là trừ 3. B bình delta bằng B bình là trừ 4 bình trừ 4 nhân 2 nhân âm 3. Thì mình thấy đây là một số dương. Âm nhân âm cũng là một số dương. Số dương cộng lại là số dương cho nên nó lớn hơn 0. Chứ cũng không cần tính ra, mình thấy là nó lớn hơn 0 rồi. Đây là số dương này, âm nhân âm ra dương này, cuối cùng cộng lại dương này. Delta lớn hơn 0 thì chia ra phương trình có hai nghiệm phân biệt. Rồi. Nhưng mà người ta biểu tính cái này đúng không? Tính cái này thì mình phải có S cái đã. S của mình là bằng x1 cộng x2 nè, bằng trừ b chia a nè. Bằng trừ nè. B của mình là trừ 4. Chia a là 2, trừ nhân trừ là cộng. 4 chia 2 được 2. B là bằng x1 nhân x2
là bằng C chia A. C của mình là âm 3 đây. Như vậy âm 3 bằng 2. Rồi, nhưng mà người ta biểu tính gì? Người ta biểu tính là A bằng x1 trừ x2 bình. A bằng x1 trừ x2 bình. Đây là thằng đẳng thức số 2 bằng x1 bình trừ 2x1 x2 cộng x2 bình bằng x1 bình cộng x2 bình trừ 2x1 x2. X1 cộng x2 bình thì nãy thầy có nói rồi là bằng x bình trừ 2b. Đây là trừ 2b nữa. Như vậy bằng x bình trừ đi 4b. S của mình là bằng 2 trừ đi 4 nhân cho B của mình là trừ 3 phần 2. 4 chia 2 được 2. 4 chia 2 được 2 nè. 2 nhân 3 là 6 nè. Âm nhân âm là dương nè. Như vậy đây là 4 này, cộng 6 nè là bằng 10 nè. Đó, như vậy cái A của mình sẽ bằng 10. À, mình sẽ bằng 10 nha em. Rồi, đây là xong câu số 2. Bây giờ mình qua câu số 3. Thì đây là một cái câu mà câu số 3 các em. Đây là một cái câu mà cũng là ở trong y khoa ta hay dùng cái công thức này các em ạ. Nó cũng là thực tế đó chứ không phải đâu. Trong y khoa để người ta tính cái mập ốm đó, gầy ốm đó, thì ta dùng công thức đây các em ạ. Bài 3. Để đánh giá thể trạng gầy bình thường thừa cân của một người, người ta thường dùng chỉ số BMI, Body Mass Index. Chỉ số BMI được tính dựa trên chiều cao và cân nặng theo công thức sau. BMI kg trên mét vuông bằng cân nặng kg trên chiều cao mét nhân chiều cao mét. Đối với người trưởng thành, chỉ số này cho đánh giá như sau. Thì trong này nó có cái bảng. Cái bảng này thì mình sẽ dựa vô đây. Hay không đọc làm gì. Đó. Nó có cân nặng thấp gầy này. Rồi bình thường thì thừa cân béo phì này, béo phì độ 1, béo phì độ 2, béo phì độ 3 nè. Hạnh và Phúc là hai người trưởng thành đang cần xác định thể trạng của mình. Hạnh cân nặng 50kg và cao 1m63. Hãy cho biết phân loại theo chỉ số BMI của Hạnh. Thì mình đã có công thức ở đây, người ta đã cho rồi em. Người ta đã cho đây rồi. Đúng không? BMI nè sẽ bằng cân nặng trên chiều cao nhân chiều cao. Mà đây Hạnh là cân nặng 50 trên chiều cao là 1,63 nhân 1,63. Rồi 50 nhân 50 như vậy là mấy đây các em? 50 chia cho 1,63 bình luôn là nó ra là gần bằng 18,8 em ạ. Nó ra gần bằng 18,8. 18,8 thì mình thấy nhỏ hơn 18,5 á thì gầy, 18,5 đến 24,9 á thì bình thường. Thì 18,8 nó nằm giữa 18,5, 18,5 tới 18,6, 18,7, 18,8. Nằm trong cái khoảng giữa này là bình thường. Như vậy nó thuộc khoảng. Thì mình cho biết là theo chỉ số BMI của Hạnh nó là bình thường nha. Rồi theo chỉ số BMI của Hạnh đó, theo chỉ số BMI thì Hạnh nó là bình thường.
Rồi, Phúc cao 1,73m thì cân nặng trong khoảng nào để chỉ số BMI của Phúc ở mức bình thường? Thì mình phải có cái công thức này mà. Mình phải gọi x là cân nặng, là số kg của Phúc. Là số kg của Phúc. Thì mình sẽ có x nè. Trên cho Phúc cao là 1,73. 1,73 nhân 1,73 là 1,73 bình. M. Phúc. Chỉ số BMI của Phúc ở mức bình thường thì nó phải đi từ 18,5. 18,5 cho đến 24,9. Thì đây các em có nhiệm vụ là các em nhân chéo lên, các em nhân chéo lên, ta lấy 1,73 bình nhân cho 18,5 là nó ra là gần bằng 55,4. Như vậy x của mình sẽ bằng 55,4 và nhỏ hơn bằng, đây mình nhân cho 24,9 là ra là 74,5. Như vậy Phúc phải cân nặng trong khoảng là từ 55,4 kg cho đến 74,5 kg đó các em. Rồi, người ta nói làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất thì đây là 74,5 nè, thì mình 74,52 thì mình lấy 74,5, còn cái nãy là mình nhân cho 18,5 hiện ra là 55,36, thì mình làm tròn là 55,4. Rồi qua câu số 4 các em ạ. Sang bài 4 các em. Giá bán một cái bánh cùng loại ở hai cửa hàng A và B đều là 15.000 đồng, nhưng mỗi cửa hàng áp dụng hình thức khuyến mãi khác nhau. Cửa hàng A đối với ba cái bánh đầu tiên giá mỗi cái là 15.000 đồng, và từ cái bánh thứ tư trở đi khách hàng chỉ phải trả 75% giá bán. Cửa hàng B cứ mua ba cái bánh thì được tặng thêm một cái bánh cùng loại. Bạn hàng cần đúng 13 cái bánh để tổ chức sinh nhật thì bạn ấy nên mua bánh ở cửa hàng nào để tiết kiệm, và tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Thì mình sẽ tính từng cái cửa hàng các em. À, cái cửa hàng mua thì bạn hàng là mua 13 cái bánh, nhưng mà mua cửa hàng A thì ba cái bánh đầu thì giá nó vẫn giữ nguyên là 15.000 đồng. Thì bây giờ mình làm cái số 4 nè. Bạn hàng mua bánh ở cửa hàng A, à, với số tiền là 3 cái bánh đầu nè vẫn giữ nguyên giá là mỗi cái là 15.000, thì mình nhân cho 15.000. Rồi như vậy còn 10 cái, nhưng mà còn 10 cái thì mình cộng cho 10 nè, mình vẫn nhân cho 15.000 nè, nhưng mà vì nó giảm, nó chỉ phải trả có 75% giá bán thôi, thì mình nhân cho 75%. Rồi thì mình tính ra thì nó sẽ ra bao nhiêu đây, mình bấm máy tính thì nó ra là được là 15.700. Một cái là 15.000, 10 cái là 150, như vậy mình nhân ra nó được ra là 157.500 đồng.
Rồi, bạn Hằng mua bánh ở cửa hàng B với số tiền là mua bánh ở cửa hàng B với số tiền là thì đối với cửa hàng B thì cứ mua 3 cái thì được tặng thêm 1 cái. À, như vậy mình mua 3 cái thì thành ra 4 cái, mình mua 6 cái thành ra 8 cái, 19 cái thành ra được tặng thành ra 12 cái. Và đây mình mua 13 cái thì mình mua chỉ cần 9 cái với 1 cái nữa là 10 cái thôi. Đó, bởi vì 9 cái thì ta đã tặng 3 cái rồi. Thì mình chỉ cần mua 10 cái thôi, có 3 cái nữa là ra 13 cái. Như vậy bạn hàng chỉ mua là cửa hàng B thì chọn hàng chỉ mua là 10 cái bánh thôi. Thì mình lấy 10 mình nhân cho 15.000 sẽ bằng 150.000 đồng. Cửa hàng A thì mua 157.500 đồng. Cửa hàng B thì mua 150.000 đồng. Vậy mua bánh ở cửa hàng B lợi hơn. Và lợi hơn là 7.500 đồng. Đó, cái đó thì các em tự ghi vô nha. Rồi. Mình sang câu số 5. Một vận động viên khi leo núi nhận thấy rằng càng lên cao thì nhiệt độ không khí càng giảm. Mối liên hệ giữa nhiệt độ không khí T và độ cao H so với chân núi được tính bởi hàm số T bằng AH cộng B. Có đồ thị như hình vẽ bên. Như hình vẽ đây các em. Nhiệt độ T tính theo độ C và độ cao H tính theo mét. Tại chân núi, người đó đo nhiệt độ không khí là 23 độ C. Đây, tại chân núi là 0 mét anh em. Thì đo được là 23 độ C. Và trung bình cứ lên cao 100 mét thì nhiệt độ giảm 0,6 độ C. Xác định AB trong công thức trên. Thì cái bài đây là cũng một cái bài về thực tế các em. À, mình học làm hiểu luôn. Ví dụ như giờ mình đang ở dưới đồng bằng này á, dưới Sài Gòn này ví dụ như rất là nóng, nhưng mình khi lên Đà Lạt thì nó rất là lạnh, rất là mát. Hoặc lên Sapa ở đâu trên núi thì cao thì nó rất là mát. Tại sao như vậy? Bởi vì mình lên càng cao thì áp suất không khí nó còn thấp, tức là không khí nó còn loãng. Tại sao không khí càng loãng? Bởi vì không khí là nó bị lực hút ra đất, nó tập trung về càng dưới mặt đất thì nó càng áp suất càng lớn, nhưng mà càng lên xa thì nó lại áp suất nhỏ, áp suất thấp đó, thì nó lại nhiệt độ nó lại thấp theo, chứ không phải lên cao mà nó gần mặt trời mà nó nóng đâu, nghe chưa? Rồi như vậy thì càng lên cao thì nhiệt độ nó càng thấp. Thì ở 0 độ C thì thường người ta lấy mực nước biển thì sẽ ta làm cái mốc là 0 mét là độ cao là 0 mét là mực nước biển anh em. Nếu lên cao á, thì là dương, ví dụ ngọn núi nó cao 1.000 mét thì nó dương 1.000 mét. Còn cái hồ nó sâu 100 mét thì nó là âm 100 mét. Đó. Thì đối với ở mực nước biển thì nhiệt độ là đối với cái bài đây á, ở mực nước biển là 0 mét nè thì nhiệt độ là 23 độ C nè. Và khi ở trên cao 3.000 mét thì còn có 5 độ C à. Đúng không? Mình nhìn vô cái biểu đồ đây nha. Cái bài toán này là phải lấy cái số liệu trong biểu đồ này để mình làm. Đó, thì mình thấy nè. Mình thấy đây, T là 23 độ thì H là 0. T là 5 độ. 5 độ nè, T là 5 độ nè. Thì H là 3.000. À, T 5 độ H 3.000, như vậy mình có nè. Câu số 5 nè. 23 bằng A nhân 0 cộng B. 5 bằng 3.000 A nhân 3.000 cộng B. Thì cái đây ấy, mình có thể tính luôn được, còn không thì mình để vậy luôn, mình bấm máy tính luôn nó nhanh gọn hơn em. Bên đây mình ghi là 0A cộng B
bằng 23. Đó, rồi ở đây đồng ý là 3.000 A cộng cho B là bằng 5. Rồi mình đưa vô cái máy này, mình bấm là bấm 151 nha, 151. Mình bấm là 0, A là 0 này, à xuống đây là 0 nè, rồi B là hệ số của B là 1 nè. 33 nè. Ở đây là 3.000. Ở đây là 1. Ở đây là 5. Như vậy mình ra được x của mình là -3/500, tức là A của mình là -3/500. À, B của mình sẽ là ra 23 nha. 23. Rồi, như vậy học hiểu gì? Học hiểu tính gì? Xác định AB rồi đó. Xác định AB trong công thức trên. Thì mình nói vậy AB sẽ là, vậy A là -3/500, còn B là bằng 23. À, là xong. Tiếp tục. Câu B. Bạn Minh đang leo núi và dùng nhiệt kế đo được nhiệt độ không khí tại vị trí dừng chân là 15,8 độ C. Hỏi bạn Minh đang ở độ cao bao nhiêu mét so với chân núi? Thì mình đã có được cái số liệu này rồi các em, mình sẽ thế vào nè. Mình thế vào là T sẽ bằng A là -3/500. 3/500. A này mình nhân cho H. Cộng cho B. B mình bờ tính là 23. Rồi như vậy câu B của mình sẽ là, mình lại thế số liệu này vô các em nè. Bạn Minh đo được là 15,8 độ C này. Thì hỏi bạn Minh ở độ cao bao nhiêu mét? Có nghĩa là mình nhiệt độ C mình có rồi, nhưng mà bây giờ mình tìm H bằng bao nhiêu. Mình thế vào đây 15,8 để bằng -3/500 H cộng 23. Thì đến đây là các em chuyển vé là trừ rồi chia gì đó chập nó cũng ra thôi, còn không thì các em bao lấy máy tính các em bấm. Bữa nay lớp 9 lên lớp 10 rồi, chuẩn bị bấm shift solve cho nó dễ, mình bấm này 15,8 rồi bấm alpha bằng xuất hiện dấu bằng, rồi -3/500 ghi chữ alpha x vô đây cộng 23 shift solve thì ta giải ra được H của mình sẽ bằng 1200m. Thì mình kết luận là vậy ở độ cao 1200m thì nhiệt độ không khí đạt ở đó là 15,8 độ C. Rồi như vậy cái câu dạng này người ta rất hay ra đó em. Cái câu này dạng là mình lập cái hệ phương trình để mà giải tìm AB, hầu như năm nào tôi thấy cũng ra cái bài dạng này. Rồi mình qua câu số 6, bài 6. Một đống cát dạng hình nón có chu vi đáy là 25,12m và độ cao là 1,5m. Chu vi đáy là cái chu vi ở dưới đáy là nó là một đường tròn nha em. Mà đây người ta đang vẽ cái hình không gian cho nên nó không thấy cái vòng tròn đó. Mình tưởng tượng đây là một cái vòng tròn nè. Rồi nó có chiều cao lên. Chiều cao lên đây là 1,5m. Thì tính thể tích của đống cát trên. Biết công thức tính chu vi của đường tròn là C là bằng 2πr. Chu vi là 2πr, công thức này mình học từ lớp nhỏ đã biết rồi đó. Và công thức tính thể tích hình nón là V bằng 1/3πr bình H. Πr bình này chính là x đáy em. V của mình là bằng x đáy này nhân cho cao nè, nhưng mà cái hình chốt đó thì người ta chia cho 3. Cho nên đây là 1/3 x đáy nhân cho chiều cao. Thì bây giờ hỏi là tính thể tích là H ta có 1,5 rồi, giờ chỉ còn cái R này thôi. Rồi như vậy R mình sẽ tính như thế nào đây? R thì bằng từ cái chu vi á, mình tính ra được R đúng chưa. Rồi mình có nè, chu vi đáy là 25,12, mình thế vào đây
mình có nè, C nè bằng 2πr, mình suy ra r, mình đây là phép nhân, mình chuyển qua đây là thành phép chia, chuyển qua nằm dưới nha, bằng C chia cho 2π. C của mình là đây, cho B đáy của mình là 25,12 chia cho 2, B mình là 3,14. Rồi mình bấm máy tính nó sẽ ra bao nhiêu đây? Hai mươi lăm phẩy mười hai chia cho 2 nhân 3,14 thì nó ra đúng là 4 luôn em, rất là đẹp luôn, ra 4. Đây là ra 4 mét luôn á, ai phải chu vi mà mét mà bằng 4 mét. Rồi bây giờ ta lắp cho công thức nữa, V nó ra xong thôi, V sẽ bằng 1/3 pi r bình nhân h, 1/3 nhân cho 3,14 nhân cho 4 bình thường nhân cho h của mình là bao nhiêu đây? H của mình là 1,5. Như vậy mình tính được V của mình là 25,12 mét khối. Rồi như vậy cái câu dàn tính thể tích này các em lên lớp 10, 12, lớp 11, lớp 12 là các em hay, rất là hay gặp. Đối với các cái hình khối mà hình hộp chữ nhật hay hình lập phương á, hình trụ rồi đó, thì mình lấy diện tích đáy mình nhân cao. Còn đối với hình nón, hình chóp á, thì mình là chia 3, mình lấy đáy nhân cao là chia 3. Nhưng mà đây người ta đã cho sẵn công thức rồi. Bây giờ thầy nói cho đủ, nếu mà người ta không cho thì mình cũng biết là 1/3 lấy đáy này nhân cao này chia cho 1/3. Rồi bây giờ người ta nói câu số B, câu B. Câu B là người ta dùng xe cải tiến để vận chuyển đống cát đó đến khu xây dựng. Biết thùng chứa của xe cải tiến có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước là dài 1 mét, rộng 6 dm và cao 3 dm. Trong mỗi chuyến xe, thùng xe có thể chứa nhiều hơn thể tích thực của nó là 10% để vận chuyển được nhiều cát hơn. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuyến xe cải tiến để chuyển hết đống cát trên? Thì cái thể tích đống cát này mình có rồi em. Bây giờ mình đi đến thể tích của cái thùng xe cải tiến. Nhưng mà thùng xe cải tiến thì nó lại nới lên là 10% nữa, thì mình cộng cho 10%. Thấy chưa? Mình cộng cho 10% nữa thì nó sẽ ra được thể tích của một chuyến xe. Đó. Thì mình sẽ có nè. Thể tích của thùng xe, thể tích của thùng xe này. Là đây là khối hộp chữ nhật thì mình lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân cao, nhưng mà đây người ta cho cái đơn vị là khác nhau nữa, thế thì mình phải đổi cái đơn vị này ra mét, bởi vì cái thể tích mình là mét vuông, cho nên mình đổi là chiều rộng là 6 dm là bằng 0,6 m, chiều cao 3 dm là bằng 0,3 m. Như vậy mình thấy chiều dài của mình là 1 nè, mình nhân cho 0,6 nè, rồi mình nhân cho 0,3 nè, 6 nhân 3 là 18 nè, 18 nhân 1 là 18, 18 mình đã có 2 dấu phẩy cho nên là 0,18 mét khối nè. Rồi như vậy đây là thể tích thùng xe thôi, bây giờ thể tích cát của một chuyến xe. Thì nó sẽ phải lấy là 0,18 rồi cộng cho 0,18 nhân cho 10%. 0,18 cộng 0,18 nhân cho 10% thì nó sẽ ra là 0,198 bằng 0,198 mét khối. Có thể tích cát rồi, có thể tích của một chuyến xe rồi, muốn tìm chuyến xe, số chuyến xe thì ta phải lấy thể tích chia cho thể tích của một chuyến xe này. Như vậy mình nói là số chuyến xe này là mình lấy 25,12 mình chia cho 0,198,
25,12 chia cho cái này là nó ra là 126,87. Nói năm nay là 126,9 đi chuyến. Thì đây đâu mình phải lấy 127 chuyến, em đã chạy một chuyến mà làm sao tách ra được, đúng không? Là 127 chuyến. Như vậy người ta hỏi là cần ít nhất bao nhiêu chuyến xe cải tiến để chuyển hết đống cát trên, thì ta phải cần là tới 127 chuyến xe cải tiến để chuyển tải hết cái đống cát trên. Đó, rồi cái đó các em tự ghi. Bây giờ qua câu số 7. Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games sau ít ASEAN Games là sự kiện thể thao được tổ chức 2 năm một lần với sự tham gia của các vận động viên trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam là chủ nhà của SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 tháng 5 năm 2022 đến ngày 23 tháng 5 2022. Ở môn bóng đá nam, một bảng đấu gồm có 5 đội A, B, C, D, E thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Nhớ là một lượt thôi các em, nếu mà hai lượt thì đó qua đó về nữa, mà đây một lượt thôi. Mỗi đội thi đấu đúng một trận với các đội còn lại. Trong mỗi trận, đội thắng được 3 điểm, đội hòa 1 điểm, đội thua 0 điểm. Hỏi có tất cả bao nhiêu trận đấu đã diễn ra bảng đấu trên. Thì đối với cái bài đây á, thì mình làm bằng cách là làm bằng cách này cho dễ hiểu em. Bài 7 nè, mình làm bằng cái mô hình về hình học á. Đây mình cho đây A nè, B nè, C nè, D và E đây. Thì bây giờ hỏi là có tất cả bao nhiêu trận đấu diễn ra ở bảng trên. À bây giờ A nè, A đá với B nè, một trận nè. A đá với C nè, một hai trận nè. A đá với D nè, ba. A đá với E, bốn. A đá với B rồi thì B không có đá với A nữa, mà B sẽ đá với C nè, B sẽ đá với D nè, và B sẽ đá với E. B đá với C rồi thì C không có đá với B nữa, mà C sẽ chuyển qua đá với D và C đá với E. C đá rồi, bây giờ tới D, D đá với C xong rồi thì chỉ cần D đá với E nữa mà thôi. Như vậy mình đếm cái cạnh này bao nhiêu cạnh thì đó bao là chính là bao nhiêu, bấy nhiêu là cái trận đánh trận đấu. Mình đếm đây là 1 2 3 4 5. Còn ở trong đây là 1 2 3 4 5. Như vậy có tất cả là 10 cạnh. Tức là có 10 trận đấu. Hoặc là ta nói ra cũng ta có thể liệt kê ra cũng được. Có các trận đấu nè. Là nè, A với B, rồi A với C, rồi A với D, rồi A với E, rồi B với C, rồi B với D, rồi B với E, rồi C với D, rồi C với E, rồi D với E. Như vậy mà có tất cả 10 trận đấu bóng đá trận đấu đã diễn ra trên bảng rồi. Bây giờ qua câu B các em. Khi kết thúc bảng đấu, các đội A, B, C, D, E lần lượt có số điểm là 10, 9, 6, 4, 0. Hỏi có bao nhiêu trận đấu hòa và cho biết đó là trận hòa giữa các đội nào nếu có. Thì ở đây mình thấy nè, mình thấy cái trận thắng thua là tổng số điểm của trận thắng thua là 3 điểm. Tổng số điểm của trận hòa, hai đội hòa nhau thì là mỗi anh một điểm, như vậy là cộng lại thành 2 điểm.
Thì bây giờ mình gọi cái số trận thắng thua á là x, thấy chưa? Mình gọi phải b nè, gọi số trận thắng thua là x. Thì cái trận thắng thua là một anh được 3 điểm, một anh không điểm, cộng lại là 3 điểm. Như vậy mình suy ra được là 3x điểm. 3x điểm. Thì đây là x thì phải lớn hơn 0 nè. Mà thậm chí là x nguyên nữa, x thuộc n nữa. Rồi, gọi số trận hòa. Hòa với nhau là hai đội đều hòa với nhau là y. Thì mình suy ra được là mỗi một trận hòa là 2 điểm, cho nên mình có 2 y điểm. Thì mình có 10 trận, cho nên là mình có x cộng y là bằng 10. Và 3x cộng 2y là bằng bao nhiêu đây? À, 0 cộng 4 cộng 6 này là 10 nè. 10 bên đây 10 nữa là 20 nè, là 29 nè. Là bằng 29. Ta lại bấm 151. Tiếp 151. Bấm 1 1 10 3 2 29. Như vậy mình ra x mình là 9 và y bằng 1 em. X mình là 9 trận thắng thua và y mình là 1 trận hòa. Trận thắng thua nè. Tất nhiên có thắng là phải có độ thua rồi, trận thắng thua này là trận hòa. Trận hòa là hai anh như nhau. Rồi bây giờ người ta hỏi là có bao nhiêu trận hòa và cho biết đó là trận hòa giữa các đội nào. Thì mình kết luận là có một trận hòa và hòa giữa đội nào. Thì bây giờ mình mới lý luận nè, mình có cảm giác là cái đội A đội độ 10 điểm á, và cái đội đội D 4 điểm là hòa nhau. Tại sao? Mình có đội A là 10 điểm, đúng không? 10 điểm mà đá 4 trận. Thì bây giờ nếu mà ông thắng hết 4 trận thì bỏ vẫn phải là 12 điểm. Như vậy không thể nào thắng 4 trận ra nè. À, còn nếu như ông thắng 2 trận thì ông phải 6 điểm. 6 điểm còn 10 trừ 6 còn 4. Như vậy phải 4 trận hòa nữa. À, như vậy thắng 2 trận và 4 trận hòa, như vậy phải đá 6 trận thì mới có 10 điểm được. Như vậy cũng không hợp lý. Như vậy cái đội A này là phải đá là 3 thắng, 3 trận thắng và 1 trận hòa. Thì nó mới hợp lý được. À, còn chuyển qua cái đội D này. Đội D này nếu như mà 2 trận thắng thì không được, 2 trận thắng là 6 điểm, ở đây có 4. Nếu 1 trận thắng á, nếu không trận thắng. Không trận thắng thì phải 4 trận hòa. Rồi đây người ta ra có một trận hòa mà chiếm tới 4 trận hòa sao nữa. Như vậy thì D này á, là phải là một trận thắng là 3 điểm, một trận hòa 1 điểm và hai trận thua à, là 4 điểm. D là một thắng nè. Rồi một thắng là 3 điểm nè, rồi một trận hòa nè, là cộng cho hai trận thua nè. Để đảm bảo được 4 trận, bởi vì mỗi mỗi anh là đá đá một lượt, nhưng mà đá 5 đội thì anh phải đá 4 4 4 đội chứ, anh phải có 4 trận. Như vậy mình thấy A là 3 thắng 1 1 hòa, D là 1 thắng 1 hòa, 1 hòa và 2 thua. Như vậy cái trận hòa đó chính là giữa A và D. À. Giữa đội A và đội đội D. Còn mà mấy cái đội như đội B, đội C nè, đội E nè, thì tất nhiên là không có thể hòa được em ạ. À, nó mà nó hòa thì ví dụ như đội B này, nếu mà nó có trận trận hòa thì nó phải là hòa tới 3 trận chứ không thể nào hòa một trận được.
Đó, rồi đội đây thì ta chỉ có một trận thôi mà, một trận hòa thôi mà. Rồi. Cho nên là nó không thể được. Vậy là mình kết luận là trận hòa là giữa giữa A và D. Thì các em vì cái thời lượng của video nó hơi là dài, cho nên thầy chia làm hai video. Và bữa sau thầy sẽ làm tiếp cái bài hình cho các em. Thầy làm bài hình này nó cũng hơi hơi khó, thì mình làm mình phân tích kỹ kỹ cho em một chút. Thì video chúng ta đến đây kết thúc nhé. Và các em nhớ bấm like và đăng ký kênh trên giúp thầy nhé. Để sau này vài bữa thầy sẽ ra những bộ sách mà bộ sách chương trình mới á, của Bộ Giáo dục á. Thì các em có thể theo dõi. Ví dụ như sách Chân trời sáng tạo nè. Rồi kết nối tri thức nè. Thì sách cánh diều nè. Đó, sắp đến thầy sẽ ra các bộ sách toán của các lớp. Thôi đến đây thầy xin tạm biệt. Chào chào các em nhé.